Dạ, tôi biết rồi. Tôi sẽ sắp xếp ngay. Dạ, dạ, dạ. Tôi sẽ trao đổi. Dạ, cảm ơn ông. Em à, chúng ta phải chuyển chỗ ở khác thôi. Không còn cách nào nữa. Ở đâu anh? Anh vừa nhận được cuộc gọi điều chuyển công tác của Ủy ban bảo vệ đường hầm thời gian thế giới. Để cho lịch sử thay đổi em à. Nhưng mà còn gia đình của mình thì... Ba đi đâu, hai mẹ con theo đó. Huống gì đây là nhiệm vụ rất đặc biệt. Chúng ta phải đi ngay sao mẹ? Đúng vậy con à. Ngay cái việc chia tay với tay to bụng bự cũng không được sao? Đây là nhiệm vụ mật nên không được chia sẻ với ai hết. Chúng ta sẽ có dịp gặp lại các bạn thôi. Mẹ biết đốm sẽ rất buồn khi rời xa các bạn và đồ chơi. Nhưng mà ở trên không gian là không trọng lực, những đồ vật này sẽ gây hại đó. Chỉ được phép mang vật nhẹ nhất thôi con à. Đi xa sẽ rất nhớ những kỷ vật này. Nhưng chỉ cần trong tim con luôn có bạn bè thì mãi mãi vẫn là bạn bè con ha. Mình sẽ tìm các bạn yêu thương đến nha.